Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ phần ưu đối với vụ thảm sát người Armenia đến từ Istanbul. Các cư dân ở Istanbul đã tỏ ra lạc quan nhưng thận trọng đối với việc Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Tayyip Erdogan đã có lời chia buồn đến con cháu của người Armenia bị giết trong đệ nhất thế chiến bởi quân đội Ottoman. Trong một tuyên bố đưa ra vào hôm qua, vào đêm trước ngày kỷ niệm thứ 99, vụ thảm sát gây tranh cãi sâu sắc, ông Erdogan đã bất ngờ gọi các sự kiện của năm 1915 là vô nhân đạo, sử dụng ngôn ngữ hòa giải hơn so với ngôn ngữ mà các lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ thường dùng. Quan chức chính phủ nói đây là lần đầu tiên một thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi lời chia buồn một cách rõ ràng và mô tả tuyên bố này như là một bước tiến lịch sử. Nhưng những từ ngữ của ông Erdogan đã bị cho là lạnh lùng và cay độc bởi một nhóm vận động Armenia. Tuyên bố của ông Erdogan đã được phát hành một cách bất bình thường trong 9 ngôn ngữ khác nhau, bao gồm cả Armenia, đã lặp lại lời kêu gọi đối thoại giữa hai nước và thành lập một ủy ban lịch sử để điều tra các sự kiện xung quanh các vụ giết người. Nhà báo Armenia Thổ Nhĩ Kỳ, ông Aris Nancy, công nhận lời chia buồn của ông Erdogan là một bước tiến lịch sử, nhưng nói rằng nó đã không đi đủ xa. Tuy nhiên, ông hy vọng rằng tuyên bố này sẽ làm cho mọi người suy nghĩ lại về thái độ của họ đối với các sự kiện trong quá khứ. Bản chất chính xác và quy mô của những gì đã xảy ra trong cuộc chiến bắt đầu vào năm 1915 đã gây ra rất nhiều tranh cãi và tiếp tục gây căng thẳng cho mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia, một nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. Thổ Nhĩ Kỳ thừa nhận đã có nhiều người Armenia chết trong các cuộc đụng độ, nhưng phủ nhận con số bị giết lên đến 1.5 triệu người, và đây là một hành động diệt chủng, một thuật ngữ được sử dụng bởi nhiều nhà sử học Tây Phương và Quốc hội các nước ngoài.